Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mẹ bé Thủy Thảo. Trong video ngày hôm nay thì các mẹ bé Thủy Thảo sẽ review một cái dòng sản phẩm sữa béo nguyên kem dành cho các bé từ 1 tuổi trở lên. Một cái dòng sản phẩm sẽ hỗ trợ phát triển về cân nặng cũng như là một cái dòng sản phẩm phát triển về chiều cao cân nặng rất tốt dành cho các bé từ 1 tuổi trở lên cũng như là dành cho người lớn trưởng thành. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là trên tay mình đang cầm đây là một cái bịch sữa béo A2 đến từ nước Úc. Nó nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở bên Úc và đã có mặt tại thị trường Việt Nam, rất là nhiều quốc gia trên thế giới, các mẹ bỉm cũng như là những người lớn ở trên thế giới dùng cái dòng sản phẩm sữa A2 này giống như một loại thức uống dinh dưỡng cho cả gia đình để giúp cho việc lên cân cũng như là về phát triển chiều cao chắc xương khớp cho cả gia đình. Dòng sản phẩm này thì được các mẹ nói đến là sản phẩm thân thiện với gia đình. Bây giờ thì mình sẽ nói một chút về cái hình dạng của nó nhé. Thì trên tay mình đang cầm cái bịch sữa A2, một cái bịch này khối lượng tịnh của nó là 1 kg. Các bạn sẽ thấy là cái màu đặc trưng của nó là màu xanh này, hình một cái ly sữa và cái chữ A2, một cái chữ A2 rất lớn như thế này, các bạn nhìn vào đã biết đây là cái dòng sữa A2 rồi đúng không ạ? Tiếp theo thì là có một dòng chữ tiếng Anh là full cream milk, đây là giữ chọn cái dinh dưỡng, full cream milk tức là sữa béo giữ chọn cái dinh dưỡng chất béo ở bên trong sữa. Xung quanh ở bên túi sữa thì sẽ có là cái thành phần cũng như là cái hướng dẫn sử dụng, nhưng mà nó hoàn toàn là tiếng Anh. Sẽ có cái mã vạch, các bạn nhìn vào cái mã vạch ở đây sẽ là 942, tức là ở bên nước Úc. Để hiểu qua một chút về cái dòng sản phẩm này thì vì nó hoàn toàn là tiếng Anh nên ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo sẽ review về những cái ưu điểm của nó, những cái nhược điểm của nó cũng như là cách sử dụng như thế nào để các mẹ biết là có nên dùng cái dòng sản phẩm này cho con của mình và cho cả gia đình hay không. Các bạn sẽ thấy là cái chữ A2 này nó là cái tên của cái dòng sản phẩm và nó được nói đến một cái sự đặc trưng. Thì đối với các loại sữa bò thông thường thì nó sẽ chứa hai loại protein, đó chính là protein A1 và protein A2. Thì đối với protein A1 nó sẽ đối với những ai mà cái hệ tiêu hóa yếu và hay bị nhạy cảm với sữa hay là bị bất dung nạp lactose thì khi sử dụng cái loại protein A1 này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị sôi bụng này, bị đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy. Thì đối với sữa A2, một cái điểm ưu của nó là được lấy sữa bò từ cái giống bò đặc biệt thuần chủng, chỉ chứa cái loại gen A2, chẹt A2. Vì vậy nên nó đưa ra sữa 100% protein toàn A2. Vì vậy nên nó sẽ hỗ trợ tốt nhất về tiêu hóa, không bị cái tình trạng là sôi bụng, khó chịu, khó tiêu khi mà sử dụng sữa. Và đặc biệt là với những ai, những bé cũng như là những người lớn nào bị tình trạng bất dung nạp lactose thì chúng ta có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm sữa béo nguyên kem này. Đấy là cái ưu điểm đầu tiên của dòng sản phẩm sữa A2. Đến với ưu điểm thứ hai, cái dòng sản phẩm sữa này thì trước khi đưa ra thị trường nước Úc cũng như là sang thị trường Việt Nam thì đã qua một cái công nghệ sản xuất rất nghiêm ngặt. Tất cả những cái quy trình như chăn nuôi bò này, sản xuất bò để đưa ra được cái loại sữa protein A2 này thì bò sẽ không có việc là bị tăng trưởng hormone, không có dùng kháng sinh cho bò, và bò được chăm sóc một cách đặc biệt, đưa ra cái dòng sản phẩm sữa đặc biệt và đưa ra thị trường nước Úc và Việt Nam thì đã qua rất là nhiều quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, khảo sát và đưa ra một cái kết quả tốt nhất là sữa A2 này, để các mẹ yên tâm về cái thương hiệu của nó khi sử dụng cho con mình. Cái ưu điểm thứ ba thì như mình đã nói là full cream milk, đây chính là sữa béo nguyên kem. Tức là khi mà cái dòng sản phẩm này được thực hiện bởi công nghệ cao, thực hiện công nghệ sấy khô, nó sẽ giữ chọn được cái dinh dưỡng của cái protein sữa và nó sẽ giữ chọn được tất cả những cái dinh dưỡng trong sữa. Vì vậy thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho bé lên cân rất tốt cũng như là người lớn trưởng thành lên cân rất tốt. Nó sẽ giữ chọn và không chỉ là cung cấp cái protein A2, nó còn cung cấp rất là nhiều các loại vitamin khoáng chất để giúp cho các bé cũng như là người lớn lên cân và phát triển một cách toàn diện. Cái ưu điểm thứ tư của dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ đọc thấy ở bên góc này sẽ có là high in calcium. Đây chính là cái hàm lượng canxi bổ sung khá cao. Nó sẽ bổ sung khá cao như vậy thì đối với các bé trên 1 tuổi sẽ hỗ trợ trong cái việc là phát triển chiều cao, phát triển chắc xương khớp của các bé, cũng như là trong cái giai đoạn này thì các bé vẫn đang mọc răng. Nó sẽ hỗ trợ cho bé trong cái việc là mọc răng. Và một cái điểm ưu thì không chỉ đối với các bé trên 1 tuổi thì đối với
với những người lớn trưởng thành. Khi mà sử dụng dòng sản phẩm mà có hàm lượng canxi cao như vậy, nó sẽ hỗ trợ trong cái việc là chắc xương, hạn chế cái việc là bị loãng xương, nhức cơ xương khớp, dành cho người lớn cũng như là người trưởng thành bị cái tình trạng loãng xương yếu xưa, loãng xương cũng như là hay bị đau nhức xương khớp, thì chúng ta cũng nên sử dụng cái dòng sản phẩm sữa A2 này. Đấy là cái ưu điểm thứ tư của dòng sản phẩm này. Cái ưu điểm thứ năm thì cái mùi vị sữa nó khá là thơm ngon. Và các bé, và ở các bé hầu như các bé ở shop mẹ bé Thị Thảo thì khi các mẹ mua về sử dụng cho con thì đều phản hồi lại rất tốt là cái mùi sữa thơm ngon, các bé rất thích uống. Mình đã nói qua về năm cái tác dụng của dòng sản phẩm sữa A2 này rồi. Bây giờ mình sẽ nói sang cái phần là hướng dẫn sử dụng. Thì ở phía sau cái bịch sữa này cũng sẽ có hướng dẫn sử dụng. Có hướng dẫn sử dụng cách pha như thế nào. Với một bịch sữa 1kg này thì ở dưới đây sẽ tạo ra được 7 lít sữa, tương đương là 7 lít sữa, và 1 ly tiêu chuẩn là 250ml nước. Các bạn sẽ chuẩn bị 1 ly như thế này, các bạn sẽ cho 1/3 sữa vào, sau đấy thì các bạn cho 250ml nước vào trong ly là chúng ta sẽ có được 1 ly tiêu chuẩn. Thì đối với cái sữa béo A2 này thì rất là nhiều các mẹ sẽ kết hợp thêm, đối với các bé thích thì chúng ta sẽ kết hợp thêm với sữa Milo của Úc với vị sô-cô-la, các bé rất thích, cũng như là đối với người lớn thì chúng ta cũng sẽ kết hợp sữa Milo và sữa A2 này, nó giống như một cặp đi với nhau vậy. Nó sẽ hỗ trợ trong việc lên cân, hỗ trợ trong việc là cung cấp các dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho bé cũng như là cho người lớn. Cái mùi sữa thì nó khá là thơm ngon và khi kết hợp với sữa A2. Tiếp theo nữa thì đối với cái sữa béo A2 này thì chúng ta có thể kết hợp thêm với cái sản phẩm, đó chính là ngũ cốc tăng cân gôn, dành cho những bé nào từ 1 tuổi trở lên bị cái tình trạng là gầy, còi ốm yếu, chậm biếng ăn này, rồi với những người lớn là những người trưởng thành bị tình trạng chậm lên cân cũng như là bị gầy, thì chúng ta sẽ kết hợp cái sữa béo A2 nguyên kem full cream này với cái ngũ cốc tăng cân. Thì đối với cái thành phần ngũ cốc tăng cân này thì nó gồm óc chó, hạnh nhân và rất là nhiều các loại hạt dinh dưỡng để hỗ trợ trong việc là kích thích thèm ăn này, hỗ trợ trong việc là hấp thụ, tiêu hóa và lên cân. Thì cái đối với review và cái dòng sản phẩm sữa ngũ cốc tăng cân này thì kênh mẹ bé Thị Thảo cũng đã làm khá nhiều video về dòng sản phẩm này rồi. Đối với cái sữa Milo Úc này thì kênh mẹ bé Thị Thảo cũng sẽ làm video để các mẹ hiểu rõ hơn về cái dòng sản phẩm này. Ngày hôm nay thì mình đã review khá kỹ về sữa béo A2. Đây là một cái sản phẩm sữa béo rất nổi tiếng. Những bạn nào muốn tìm hiểu kỹ rõ hơn về cái dòng sản phẩm sữa béo A2 này thì các bạn có thể để lại nhận xét ở dưới video hoặc IP trực tiếp vào số Zalo bên trên để kênh mẹ bé Thị Thảo có thể giải đáp những cái thắc mắc của các mẹ, cũng như là các mẹ cần tư vấn về cái sữa nào thích hợp cho con của mình thì các bạn cứ liên hệ với mẹ bé Thị Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.